Theo đó, sau khi nhận đơn đặt hàng và nghiệm thu vườn cây, dịch vụ chăm sóc cây xanh sẽ tiến hành cắt dọn thảm cỏ, tỉa lá và tạo dáng cây. Ngoài ra, công nhân cũng sẽ loại bỏ những lá vàng sâu, đồng thời bổ sung thêm chất dinh dưỡng dạng phun cho cây. Riêng cây có hoa sẽ được chú ý tưới nước và thêm đủ dưỡng chất để hoa mọc nhanh cũng như giữ hoa tươi lâu. Đặc biệt, dịch vụ cũng sẽ tiến hành thay nước và kiểm tra hệ thống lọc nước của hồ cá nếu có. Quý khán giả có thể liên hệ đến các dịch vụ uy tín để được tư vấn và lựa chọn gói chăm sóc cây xanh, sân vườn phù hợp. Hiện mức giá cho dịch vụ này dao động khoảng 650.000 đồng một ngày một công hoặc khoảng 17.500 đồng một mét vuông một tháng, áp dụng với sân vườn dưới 250 mét vuông.